Chào tất cả các bạn và anh chị. Chúng ta sẽ đi tiếp cái phần hướng dẫn ôn tin học chứng chỉ quốc gia trình độ A và thực hành Excel ở bài số 4. Chúng ta giải cái đề ôn thi Excel số 4. Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi giải bài bài ôn số 4 thì chúng ta nên đọc kỹ ghi chú ha. MDK có nghĩa là mã số điện kế, phân loại chúng ta theo ký tự đầu. MAKH có nghĩa là phân loại khách hàng để áp giá thuế, giúp áp giá điện. Cái này có nghĩa là chỉ số tháng trước là chỉ số tháng này. MTT là mức tiêu thụ điện trong tháng của khách hàng. Và chúng ta hãy tính các cột trong cái chấm hỏi, hoặc là chúng ta sẽ nhìn vào cái câu hỏi phía dưới thì chúng ta bắt đầu thực hiện. Bây giờ chúng ta thực hiện bắt đầu từ câu 1. Tính tiền tiêu thụ điện năng theo tính theo mã mã điện kế. Nếu khách loại là A thì đơn giá là 1.200, các loại khác đơn giá 1.600. Thì trước khi chúng ta tính ra giá tiền thì chúng ta phải tính ra được mức điện tiêu thụ ha. Mức điện tiêu thụ thì chúng ta dễ rồi, bằng của tháng này chúng ta trừ đi tháng trước thì chúng ta sẽ ra được mức điện tiêu thụ trong tháng. Rồi, tiền điện tiêu thụ thì chúng ta thấy là gì, có hai giá, cho nên chúng ta phải đặt điều kiện bằng nếu if, nếu gì, nếu ký tự này là A có nghĩa là if let bên trái nó, bên trái là một ký tự là A cái là bằng A thì sao, thì nó sẽ được là 1.200, các loại còn lại 1.600, có một if đóng một dấu ngoặc và chúng ta nhân cho gì, nhân cho mức điện tiêu thụ, chúng ta sẽ ra được tiền tiêu thụ. Chị tham khảo là công thức. Rồi, phạt vượt, tiền phạt tiêu thụ điện vượt định mức, định mức chung là 150 kW, mỗi kW vượt sẽ tính giá là 2.000. Thì câu này tương tự như cái đề trước chúng ta đã giải đó, cái trường hợp là số ngày công đó, những ngày công lớn hơn thì lớn hơn ngày quy định chúng ta sẽ nhân 2. Còn trong trường hợp này những cái số điện mà nó vượt thì chúng ta sẽ nhân cho 2.000. Thì chúng ta đặt điều kiện là gì? Nếu thì có phần là câu này chúng ta sẽ dễ hơn. Nếu cái mức tiêu thụ rồi nè lớn hơn 150 thì người này sẽ bị là gì, bị phạt là 2.000, có nghĩa là gì, lấy cái mức tiền tiêu thụ này nè trừ đi cho 150 và sau đó chúng ta nhân cho, chúng ta nhóm dấu ngoặc đó ha, thì sau đó chúng ta trừ, chúng ta lấy cái số vượt đó nhân cho 2.000. Còn những trường hợp là thì không có phạt ha, không. Trừ cho 150 nhân cho 2.000. Rồi, tiếp theo phụ thu. Phụ thu tiền tiêu thụ điện năng và thu bằng 2% tổng của tiền tiêu thụ và phạt vượt. Chúng ta sẽ gì? Phụ thu thêm 2% của tổng. Có nghĩa là gì? 2% nhân cho của tổng, thì chúng ta nhóm hai này lại, của tổng tiền tiêu thụ nè cộng với phạt vượt. Rồi VAT, thuế giá trị gia tăng bằng 10% của tiền tiêu thụ và tiền phạt vượt. Đó, thì nó giống như con này. Này 2%, này 10 ha. Nhân với tổng của
tiền tiêu thụ và phạt vượt. Cái bài này rất là đơn giản ha. Thành tiền là tổng tiền khách hàng phải trả. À, cho nên là chúng ta xài điện bây giờ chúng ta trả rất là nhiều tiền ha. Phạt vượt, phụ thu, phụ thuế. Tổng tiền phải trả là gì đây? Tiền tiêu thụ nè, cộng tiền phạt nè, cộng phụ thu nè, cộng thuế nè. Rồi xong. Chúng ta tính tổng cộng ha. Tổng cộng đây, tổng tiền, tổng phạt, tổng phụ thu. Thì rất đơn giản ha, bằng sum tổng tiền tiêu thụ là này. Đóng đơn lại, enter. Tổng phạt vượt sum F4 cũng được, không cũng không sao ha, tại vì chúng ta tính có một ô mà. Tổng phụ thu tổng VAT rồi chúng ta thống kê mức tiêu thụ điện trung bình thì chúng ta có hàm trung bình, trung bình cộng là hàm AVGA. AVGA average thì chúng ta sẽ điện average của mức điện tiêu thụ trung bình. Mức điện tiêu thụ là này ha, chúng ta quét cái ô nó đóng lại, chúng ta phải đọc là AVGA ha. AVGA mức điện cao nhất ha, cao nhất chúng ta có hàm max, max của mức điện cao nhất của chính là của điện tiêu thụ đó ha, mức điện tiêu thụ cao nhất. Mức điện tiêu thụ thấp nhất thì chúng ta có min. Tổng thu phạt vượt định mức thì chúng ta có sum. Tổng thu phạt vượt. Rồi giờ chúng ta xong bảng tính. Chúng ta làm những câu phụ là gì? Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của cột thành tiền. Chúng ta có thể tô khối. Data sort. Làm chậm lên chị thấy ha, data sort. Chúng ta chọn cái cột chúng ta muốn sắp xếp cột thành tiền ha, thành tiền là cột M. Giảm dần chọn là descending. Ok. Giảm dần ha, nghĩa là từ cao đến thấp. Rồi. Câu số 8 hoàn thành bảng tổng hợp đã làm rồi. Câu 9 vô kết quả của câu trên, biểu đồ biểu diễn tổng các khoản thu của các công ty điện lực, của công ty điện lực. Tổng các khoản phải thu. Bên đây, đúng không? Chúng ta tô khối biểu đồ net, đây là cái mức tổng phải thu net, biểu đồ gì đó ha, ta đặt tên vô biểu đồ tổng các khoản thu của công ty điện lực net finish. Rồi chúng ta có một biểu đồ ha, kéo đâu cũng được. Rồi như vậy là chúng ta hoàn thành cái đề ôn số 4. Hẹn gặp lại anh chị trong cái bài ôn cuối cùng phần Excel, đó là đề ôn số 5. Kính chào anh chị.